quý vị, vào ngày 5 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra họp báo công bố ngày hội ẩm thực Nam Châu 2023 với sự tham gia của các tổng lãnh sự quán, phòng tham tán thương mại và các đầu bếp nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quy tụ vẻ đẹp ẩm thực thế giới, là nơi giao lưu và trao đổi văn hóa giữa các quốc gia với nhiều chương trình vui chơi và ca nhạc hấp dẫn. Ngày hội ẩm thực Nam Châu 2023 được tổ chức bởi Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, phối hợp cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Ya Solution, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Truyền thông Brands Việt, Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam và Quốc tế. Chương trình có sự góp mặt của hơn 10 quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Mexico, Úc, Ấn Độ, Mỹ, Pháp hay Việt Nam. Với công tác chuẩn bị và quảng bá trên các trang thông tin, chương trình dự kiến lên đến 50.000 lượt người tham quan với sự tham gia của hơn 150 gian hàng thuộc 100 đơn vị đến từ các tỉnh thành phố của Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đây sẽ là cơ hội lớn cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và du khách có thêm sân chơi thưởng thức ẩm thực các nước và được giao lưu với các đầu bếp nổi tiếng đến từ các khách sạn và nhà hàng 5 sao. Ngày hội sẽ diễn ra từ 11 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2023 tại nhà thi đấu đa năng Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.